Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng có tên là Visor. Thì cái ứng dụng này cho phép các bạn là truyền màn hình điện thoại của các bạn lên PC hay là máy tính cá nhân của các bạn. Thì hôm trước mình có giới thiệu các bạn một cái ứng dụng là thông qua TeamViewer. Thì cái kết nối giữa TeamViewer là kết nối không dây nên dẫn tới là cái hiện tượng nó hơi lag hơn so với cái phần mềm mình giới thiệu hôm nay là Visor. Rồi, thì các bạn mình có thể trải nghiệm sơ cho các bạn thấy đây, thì nó khá là mượt mà và nó không có bị giật như khi các bạn xài TeamViewer. Thì để mà các bạn có thể kết nối được màn hình điện thoại lên PC thì các bạn cần chuẩn bị các điều như sau. Thì trên máy điện thoại Android các bạn cài cái ứng dụng có tên là Visor đây, ứng dụng này đó. Rồi, trong cái điều kiện thứ hai á, là các bạn phải bật cái tùy chọn debug USB ở trong điện thoại Android. Thì các bạn có thể tìm được cái debug USB ở trong phần tùy chọn nhà phát triển. Các bạn vô cài đặt bổ sung. Các bạn kéo xuống tùy chọn nhà phát triển. Đây, các bạn kéo xuống dưới. Thì các bạn phải đảm bảo là các bạn phải bật cái gỡ lỗi USB hay debug USB ở đây rồi. Đó. Rồi. Rồi sau khi các bạn đảm bảo hai yếu tố này trên điện thoại Android thì ở trên PC các bạn cần cài thêm một cái add-on của Google Chrome. Đây, thì cái add-on này nó có tên là Visor luôn. Thì cái link mình bỏ bên dưới phần mô tả video, các bạn có thể tiến hành tải về và cài đặt. Rồi, thì sau khi tải xong cái ứng dụng Visor, các bạn nó sẽ nằm ở trong cái phần ứng dụng của thanh công cụ Google Chrome. Các bạn chỉ cần vô trong này thì các bạn sẽ ngay lập tức bạn thấy cái Visor nó được cài ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiến hành kết nối thử cho các bạn thấy. Mình sẽ tắt cái này đi, mình sẽ bắt đầu kết nối lại. Rồi, các bạn vô lại phần ứng dụng, mình mở một tab mới, vô phần ứng dụng. Các bạn chọn Visor. Thì đây là cái giao diện của cái Visor ở trên Google Chrome. Thì các bạn chỉ cần bấm File Device. Thì ngay lập tức nó sẽ kết nối, nó sẽ tìm ra cái máy điện thoại mà nó đang kết nối với PC của các bạn. Ở đây là mình đang kết nối cái điện thoại của mình, đây Xiaomi đây. Thì các bạn chỉ cần chọn vô cái điện thoại này và các bạn chọn. Đây, nó bị lỗi, mình sẽ quét lại. Vô đây, mình chọn. Rồi, mình sẽ rút đại USB mình cắm lại. Rồi. Các bạn tìm kiếm lại. Ok, chọn. Đó, thì lúc này nó sẽ tiến hành kết nối cái PC và cái điện thoại của các bạn. Đó. Đó, thì lúc này nó đã kết nối được rồi. Thì cái Visor này nó hay một cái á, là các bạn có thể dùng chuột và bàn phím thao tác trực tiếp trên điện thoại của các bạn luôn. Đây, giả sử như mình có thể lướt trên màn hình điện thoại hoặc mình có thể lăn chuột đó, các bạn có thể kéo chuột qua lại, nó có thể lướt được cái màn hình của chúng ta đó. Giả sử như mình vô một cái ứng dụng bất kỳ, mình sử dụng chuột. Rồi, mình nhấp vô đây, mình sẽ gõ bằng bàn phím máy tính của mình luôn. Thì nó vẫn nhận rất là bình thường. Nghĩa là các bạn chỉ cần kết nối điện thoại và các bạn có thể sử dụng ngay trên PC mà không cần đụng chạm tới điện thoại của các bạn nữa. Rất là hay. Thì cái phần mềm này nó là một cái phần mềm miễn phí. Thì nó sẽ có giới hạn của nó. Thì các bạn thấy cái hình nó không được rõ cho lắm. Các bạn có thể là nâng cấp cái độ phân giải của cái này lên. Các bạn thấy đây. Đây là một cái phần mềm miễn phí, nó cho mình cái tốc độ truyền hình ảnh chỉ là 500 kilobit thôi. Nếu bạn nào muốn hình ảnh nó rõ hơn thì các bạn có thể chọn những cái dưới đây. Thì khi các bạn chọn những cái độ phân giải cao hơn á thì nó đòi hỏi các bạn phải mua. Thì cái này thì tùy các bạn thôi, nếu các bạn thấy nhu cầu mà các bạn cao hơn các bạn có thể mua. Thì đối với mình thì vậy là cũng thấy ok rồi đó. Thì ngoài ra các bạn có thể xoay ngang cái màn hình của cái Visor này được. Đây mình xoay ngang, chẳng hạn mình sẽ bấm lên đây. À, thì lúc này cái màn hình nó sẽ được xoay ngang, cũng khá là hay. Đây. Đó. Rồi, thì trên đây mình đã giới thiệu sơ cho các bạn cách sử dụng cái ứng dụng này. Thì đây là mình thấy một cái ứng dụng khá là đơn giản và cài đặt đơn giản và sử dụng nó cảm giác nó mức mượt mà so với những cái ứng dụng khác. Các bạn có thể tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.